đấy là mẹ quên đi. Chả này siêu dày này. Vinaphone à? Áo màu xanh như của cái hãng gì? Nóng quá. Thế luôn cô Toan xuống đây à? Hết rồi. Ông kia của Vinaphone hay cái gì mà? Ăn được rau nhìn ngọt như này, thế là đến lúc nó làm miến này chẳng còn như vị được. À, ngọt mất hết chất. Hay nó lấy cái tinh bột giống như bột sắn này, bột sắn làm được con gì đâu. Bao nhiêu lần lọc nước mà quấy hết cái nước đen đi. Rồi hôm qua cái bánh gai mẹ ngọt thôi rồi luôn, kinh khủng. Không hỏng chưa? Không có nướng lên thì chắc nó, nói chung nó vẫn có cái độ nhớt, nhưng mà ý như kiểu mình nướng lên ấy nó cứ ăn nướng lên nó làm gì còn làm gì nữa. Nướng lên nó keo vào như kiểu bánh chưng ấy. Mẹ mới ăn này. Chết rồi, bánh chưng không bảo quản kịp vẫn bị hơi chua chua. Cái này nữa ở trong đóng rồi ai cũng đổ à? Chắc bố rồi này. Thấy ánh. Đen rồi.
Thắng cho nó chậm. Xong nó đi. Thôi tao mỡ đổ hết ra đi. Suốt này rồi để mấy bữa rồi. Mẹ ăn nhá, ăn cho nó hết rồi. Không để tối nó cũng không ngon đâu. Ăn luôn bây giờ thì ăn. Có ăn cái chỗ bị dập rồi. Chỗ đấy đấy, chỗ đầu bị dập này. Bẻ hai đầu ấy là bảo đẻ đấy, ảnh hưởng gì? Đắp. Em người ta lấy mà. Quầy nó đâu người nào lấy? Hai đầu quầy mũi nó bâu vào. Anh ấy, anh ơi! Mẹ con kia như điếc dở ấy nhỉ? Chắc đóng kín cửa ra không nghe gì. Đi chiều đi sớm thu cho bà cứ ở nhà đó chưa được chăm bà. Có chăm nữa. Thu có một tí à, thu nhiều không? Không thấy nó hôm qua nó quay lại. Không quay lại luôn. Bảo trong nhà luôn. Từ khi đấy. Nói chung tâm lý mình đi thuê cũng vậy. Mình phải chọn cái nhà là nó sạch đẹp đúng không? Đứng này muốn ngó.
như bò nhai rơm. Cơm lắm thì nó béo. Năm nào nó đi ngủ tháng 12 rồi. Dạ vậy.